Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 8 ngắt của vi điều khiển bit 16F887. Chúng ta sang cái nội dung thứ 6, đó là ứng dụng ngắt INT, còn gọi là ngắt ngoài. Ở phần thứ 4 chúng ta đã ứng dụng ngắt timer, phần thứ 5 chúng ta đã ứng dụng ngắt ADC. Bây giờ chúng ta sẽ đi ứng dụng ngắt ngoài. Chúng ta thực hiện cái mục này thông qua bài 821. Dùng bit 16F887 kết nối với hai led 7 đoạn quét và một nút nhấn nối đến ngắt ngoài INT. Hãy vẽ mạch, viết lưu đồ và chương trình chỉnh tăng giới hạn bằng nút nhấn. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết vẽ và giải thích được mạch điện. Thứ hai, biết khởi tạo ngắt ngoài INT. Thứ ba, biết vẽ lưu đồ chỉnh tăng giới hạn dùng ngắt. Thứ tư, biết viết chương trình bao gồm chương trình chính và chương trình con phục vụ ngắt, rồi quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Chúng ta sẽ thực hiện bài này thông qua 5 bước giống như các bài đã trình bày. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất là vẽ sơ đồ. Đây là sơ đồ mạch điện dùng vi điều khiển giao tiếp với hai led 7 đoạn quét và một nút nhấn nối với ngõ vào ngắt ngoài INT. Sơ đồ mạch của bit 16F887 thì giống như các bài đã trình bày, bao gồm nguồn cung cấp mạch reset, tụ dao động thạch anh 20m và các bọt vào ra. Đây là nút nhấn, và nút nhấn này giống như là nút nhấn bình thường chúng ta đã khảo sát ở chương 5. Tín hiệu ra của nút nhấn chúng ta sẽ nối đến bit RB0 của vi điều khiển, và trong trường hợp này nó sẽ sử dụng ở chức năng là INT. Cái chân này nó có 3 chức năng, nó là bit thứ 0 của bọt B, đồng thời nó là kênh ngõ vào tương tự thứ 12 của bộ chuyển đổi ADC, và chức năng thứ 3 đó là ngõ vào ngắt ngoài. Và hiện giờ chúng ta sẽ sử dụng chế độ ngắt là interrupt, và ngắt này người ta gọi là ngắt ngoài. Hoạt động của ngắt như sau thì có hai chế độ, lựa chọn tích cực cạnh lên và cạnh xuống. Với cái nút nhấn này thì bình thường nút nhấn hở mạch mức logic ngõ vào là mức 1. Khi chúng ta nhấn thì nó sẽ xuống mức 0. Tại vì nút nhấn thì chúng ta biết là khi nhấn nó sẽ ngắn mạch, nó sẽ nối tắt cái tín hiệu này xuống mat. Như vậy thì nó sẽ chuyển mức logic từ 1 xuống 0. Và khi chúng ta nhả cái nút nhấn này ra thì nó sẽ chuyển lại từ mức logic từ 0 lên mức 1. Nó sẽ tác động đến ngõ vào ngắt của INT. Và ngắt này cho phép chúng ta lựa chọn tích cực cạnh lên hoặc cạnh xuống. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy cái điều đó trong phần mềm. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng chế độ ngắt chứ không sử dụng chế độ nút nhấn như các bài đã trình bày ở chương 5. Đây là sơ đồ mạch điện của hai led quét sử dụng bọt C và hai bit của bọt D. Các cái mạch ứng dụng trước chúng ta thường sử dụng bọt B nối với các đoạn của các led thông qua các điện trở hàng dòng. Nhưng ở bài này thì bọt B chúng ta đã nối với nút nhấn. Nút nhấn đã nối đến RB0, cho nên chúng ta không dùng bọt B nữa mà chúng ta chuyển sang dùng bọt C. Về nguyên lý hoạt động thì giống như những gì đã trình bày ở các bài trước. Chúng ta sang bước thứ hai, chúng ta sẽ đi tính toán. Thì với cái mạch điện vừa rồi đã trình bày thì cũng không có gì mới. Tất cả những cái linh kiện ở đây chúng ta đã trình bày việc tính toán ở các bài trước, cho nên chúng ta sẽ bước nhanh sang bước thứ ba, đó là vẽ lưu đồ. Theo yêu cầu của đề bài là chỉnh tăng giới hạn dùng nút nhấn nối với ngõ vào ngắt ngoài INT, thì chúng ta có các cái lưu đồ như sau. Lưu đồ của chương trình chính bắt đầu là cấu hình cho vi điều khiển khởi tạo bọt vào ra, cho phép ngắt ngoài INT, khai báo các biến, cho biến giới hạn bằng 0, biến INT 0 bằng 0, đây là một cái biến trạng thái, cho phép ngắt toàn cục, giải mã giới hạn, hiển thị giới hạn hai số ra hai led quét, kiểm tra cái bit INT0 xem có bằng 1 hay không. Và ngay từ ban đầu chúng ta đã cho nó bằng 0. Như vậy thì nếu không có gì tác động thì cái điều kiện này sẽ không bằng 1. No. Chúng ta sẽ quay lại tiếp tục thực hiện 3 công việc này.
Và nếu không có gì xảy ra thì nó cứ tiếp tục thực hiện mãi ba công việc này. Và bây giờ nếu chúng ta tác động đến cái nút nhấn nối đến ngắt ngoài thì khi đó chương trình còn phục vụ ngắt ngoài sẽ thực hiện, nó sẽ ngừng chương trình chính. Nó sẽ tiến hành kiểm tra xem có nhấn phím nối với ERB0 hay không, chính là cái nút nhấn của chúng ta có nhấn hay không. Nếu sai thì nó sẽ kết thúc. Và nếu có thì nó sẽ thực hiện một lệnh duy nhất, đó là gán cái bit INT0 bằng 1 rồi trở về lại chương trình chính. Khi nó trở lại chương trình chính thì cái điều kiện so sánh này bây giờ sẽ đúng và nó sẽ đi theo nhánh Z. Chúng ta sẽ tiến hành cấm ngắt, tăng giới hạn và cho cái bit này bằng 0 trở lại để báo hiệu cho lần nhấn tiếp theo. Giải mã giới hạn mới, hiển thị giới hạn ra 2 led 50 lần và sau khi hiển thị xong sẽ quay trở lại thực hiện các công việc giống như đã trình bày. Trong cái bài này chúng ta đã sử dụng cái nút nhấn, mỗi lần nhấn chúng ta sẽ tăng cái giới hạn lên một đơn vị. Và như chúng ta đã biết thì nút nhấn nó có chức năng là nhập dữ liệu, nhưng mà khi chúng ta nhấn thì nó bị dội phím. Và nó dội nhiều lần, điều đó có nghĩa xem như là nó sẽ tăng cái giới hạn nhiều lần. Và để giảm bớt cái việc dội phím đó thì tôi đã xử lý bằng cách là cấm ngắt. Rồi tiến hành tăng giới hạn xong chúng ta sẽ hiển thị tới 50 lần để giảm bớt cái việc dội phím. Tức là khi chúng ta phát hiện ra có nút nhấn thì chúng ta sẽ thực hiện và chúng ta hiển thị giống như delay. Chờ nó qua hết các khoảng thời gian bị dội phím thì chúng ta mới quay trở lại để phục vụ cho lần tiếp theo. Và nhờ cách chống dội này thì mỗi lần nhấn chúng ta chỉ thấy giá trị nó sẽ tăng một đơn vị. Chứ nếu không có cái chống dội này thì mỗi lần chúng ta nhấn hiện tượng dội phím nó sẽ làm tăng cái giá trị lên đến 2-3 giá trị. Và đây là các cái lưu đồ hỗ trợ cho chương trình chính, gồm có hiển thị giới hạn hai số và giải mã xóa vô nghĩa. Thì giống như các bài đã trình bày cho nên tôi sẽ đi nhanh sang bước thứ tư là chương trình. Đây là chương trình. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện 16F887.C, rất là quen thuộc. Assign in giới hạn, mã chục, mã đơn vị và biến y, tức là khai báo các cái biến này kiểu số nguyên 8 bit không dấu. INT1, INT0, tức là khai báo biến INT0 1 bit. Đây là chương trình con phục vụ ngắt ngoài. Và chương trình này rất là đơn giản. Đây là cái nhãn mà các bạn phải viết đúng. Chúng ta xem trong file thư viện thiết bị. Ngắt ngoài, INT0. Và khi ngắt xảy ra thì chúng ta sẽ đi kiểm tra. Chúng ta đọc cái mức logic của ERB0 vào. Và chúng ta phủ định lấy làm điều kiện cho lệnh if. Thì khi chúng ta tác động đến nút nhấn thì nó sẽ làm cho cái ngõ vào xuống mức 0, ta đọc vào sẽ là mức 0, phủ định lại là 1. Như vậy thì nếu điều kiện đúng, phủ định lại là 1 thì tương đương với điều kiện đúng, thì có nghĩa là chúng ta đã có nhấn nút. Và khi đó thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh gán INT0 bằng 1 giống như trong lưu đồ. Còn nếu mà điều kiện sai thì nó sẽ không làm gì cả và nó sẽ thoát. Đây là nút nhấn như đã trình bày ở phần cứng. Bình thường không nhấn ở mức 1, khi nhấn xuống mức 0. Chúng ta sang chương trình con thứ hai, đó là giải mã hai số xóa vô nghĩa. Chúng ta sẽ trao cho chương trình này cái biến cần giải mã và nó sẽ tách ra hàng đơn vị, lấy mã 7 đoạn gán cho mã đơn vị. Tương tự, tách ra hàng chục, lấy mã 7 đoạn gán cho mã CH, tức là mã chục. Kiểm tra mã chục coi bằng mã của số 0 hay không, nếu bằng thì xóa hàng chục đi, tức là gán nó bằng FF. Khi xuất ra led, nó sẽ làm led hàng chục tắt. Đây là chương trình con hiển thị hai số quét, tức là hiển thị trên led quét. Output C, mã đơn vị, tức là xuất ra bọt C, mã đơn vị. Output low pin D0, xuất ra mức 0 ở chân RD0, hay là làm cho chân RD0 bằng 0. Khi đó con trăng to sẽ dẫn led sáng.
delay 1 mili giây, led sáng đúng 1 mili giây. Led sáng ở đây chính là led hàng đơn vị. Output 2 pin D0 làm cho chân RD0 lên mức cao, transistor sẽ tắt, led tắt. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cho led hàng chục sáng đúng 1 giây và kết thúc chương trình con. Chúng ta sang chương trình chính. Voicemail bắt đầu của chương trình chính. Switch B0X01 khởi tạo một B với bit RB0 là ngõ vào vì nó nối với nút nhấn. Còn lại đều là ngõ ra. Switch D0X00, Switch C0X00 khởi tạo hai bọt DC đều là bọt ngõ ra. Output D0XFF xuất giá trị FF ra bọt D để tắt các con transistor, led tắt ngay từ lúc bắt đầu. Enable interrupt là lệnh cho phép ngắt. INT là viết tắt của chữ interrupt. EXT là viết tắt của chữ external. Đây là ngắt ngoài. High to low là chúng ta lựa chọn ngắt cạnh xuống từ mức cao xuống mức thấp. Và dĩ nhiên chúng ta cũng có thể lựa chọn từ mức thấp lên mức cao. Cái từ khóa này chúng ta xem trong file thư viện thiết bị của con vi điều khiển mà chúng ta đang dùng. Chúng ta cho giới hạn bằng 0, INT0 bằng 0. Như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong các cái công việc khởi tạo và cho phép ngắt cũng như các cái biến gắn bằng 0. Đến vòng lặp while true, enable interrupt global, chúng ta cho phép ngắt toàn cục. Giải mã hai số xóa vô nghĩa giới hạn, hiển thị hai số quét giống như ba công việc đã trình bày trong lưu đồ. Lệnh if sẽ kiểm tra cái biến INT0 này xem có bằng 1 hay không. Nếu chúng ta chưa tác động đến cái button thì cái biến INT0 này sẽ bằng 0. Tức là chúng ta đã cho nó bằng 0. Như vậy thì điều kiện này sai. Các lệnh trong if này sẽ không được thực thi. Và như vậy thì nó tiếp tục thực hiện ba cái công việc này. Cho đến một lúc nào đó chúng ta nhấn cái nút button này thì nó sẽ ngừng chương trình chính lại, nó đi thực hiện chương trình con phục vụ ngắt. Và như tôi đã giải thích thì chúng ta sẽ làm cho cái bit INT này bằng 1. Sau khi nó thực hiện xong, nó trở lại chương trình chính. Lệnh if này với điều kiện bây giờ đúng, nó sẽ thực hiện cái công lệnh, nó sẽ thực hiện lệnh disable interrupt global, tức là cấm ngắt toàn cục, tạm thời cấm ngắt, không cho ngắt xảy ra nữa. Tăng biến giới hạn lên 1, xóa đi cái bit INT0 này để mà báo hiệu cho lần sau. Kiểm tra giới hạn xem có lớn hơn 99 hay không, nếu lớn hơn thì cho bằng 0, còn chưa thì giữ nguyên giá trị. Gọi chương trình con giải mã cho cái giới hạn mới vừa tăng. Như vậy ban đầu giới hạn bằng 0 thì sau khi nhấn lần thứ nhất thì giới hạn sẽ bằng 1. Thực hiện vòng lặp for 50 lần và công việc chính là hiển thị hai số trên led quét. Và như đã trình bày thì chúng ta thực hiện công việc này mục đích là giảm bớt cái tốc độ của con vi xử lý khi chúng ta nhấn phím, thời gian chúng ta nhấn nhiều là một, thứ hai là nó bị dội phím. Trong trường hợp này thì ảnh hưởng bởi dội phím. Khi mà nó tiếp xúc lần đầu, cạnh xuống lần đầu thì ngắt sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta đáp ứng xong, thực hiện xong, nếu không có các cái công việc này thì sau đó cạnh xuống tiếp theo nó sẽ ngắt nữa. Như vậy mỗi lần nhấn như vậy, cái giới hạn này có thể tăng một giá trị hoặc hai ba giá trị. Điều đó nó sẽ làm bất ổn cho cái việc chỉnh giới hạn. Cho nên ở đây tôi phải chèn thêm là xử lý thêm là công việc là không cho nó ngắt nữa. Rồi hiển thị một lượng thời gian cho nó chậm lại, qua đi cái khoảng thời gian của các xung bị dội. Rồi sau đó nó sẽ thoát và nó sẽ trở lại chương trình chính. Và khi đó nó sẽ thực hiện tiếp ba cái công việc này. Rồi nếu chúng ta nhấn nút lần 2 thì nó cũng thực hiện lại giống như đã trình bày. Như vậy thì tôi đã giải thích xong toàn bộ chương trình và đã cho bạn biết nguyên nhân tại sao phải viết thêm các công việc này. Nếu bạn bỏ các công việc này,
bạn chỉ tức là bỏ cái vòng lọc for hiển thị hai số 50 lần này, thì bạn khi bạn nhấn nút có thể nó tăng một giá trị hoặc tăng hai giá trị. Và với cái cách viết này thì mỗi lần nhấn nút nó tăng đúng một giá trị, rất là ổn định, chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bước thứ 5, chúng ta quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Và chúng ta sẽ thấy đây là con vi điều khiển có bọc C nối với các đoạn ABCD của 8 led quét. Hai cộng dây nối bọc D chính là hai bit RD0, RD1 với hai con trăn to thứ 0 và thứ 1. Đây là hai cộng dây, trong đó có một cộng dây nối chân RB0 chính là INT đến nút nhấn. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy khi tôi nhấn nút thì giá trị trên led 7 đoạn sẽ tăng. Ban đầu nó hiển thị giá trị là 0. Như vậy thì chúng ta đã quan sát và thấy rằng mỗi lần chúng ta nhấn nút thì giá trị tăng lên đúng một đơn vị, chính xác, và tôi chỉnh từ 0 đến 59 và dừng lại. Như vậy tôi đã trình bày xong bài 821 chỉnh tăng giới hạn dùng ngắt ngoài INT nối với nút nhấn, và nó thuộc cái mục 86 là ứng dụng ngắt ngoài. Các bạn xem những gì đã trình bày, cái gì chưa rõ thì các bạn có thể trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.